Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay mới về được con máy mài lưỡi bào nha anh em. Đó, máy mài lưỡi bào thì hiệu của nó là Makita nha. Mã của nó là 9300 nha anh em. Thì dùng điện là điện 100V nha. Công suất của nó là 205W nha. Dòng tua của nó là 3000 đến 3600 dòng trên phút nha anh em. Đó. Thì con máy mài lưỡi bào này anh em thấy là ha, cử cỡ nó là còn đầy đủ hết nha anh em. Đó. Thì một bên đây nó mài lưỡi bào nha. Còn bên đây là mài lưỡi cưa nha anh em. Đó, anh em mình thấy ha, máy à cử cỡ còn đầy đủ hết nha. Đó. Thì em quay dòng máy cho anh em mình xem nha. Đó. Thì sơn zin máy zin nguyên bản nha anh em. Em không có sơn phết gì lại hết nha. Thì nó hơi chày ở bên đây, hai bên đây xíu nha. Thì hàng bãi anh em mình biết ha. Thì chày là chuyện bình thường nha anh em. Do máy này nó cắn máy kia. Đó. Thì tình trạng máy là mới là hầu như là 95-96% luôn nha anh em. Nó anh em thấy nha. Màu sơn nguyên bản của nó ha. Cử cỡ đầy đủ ha. Bên mài lưỡi bào, bên mài lưỡi cưa ha. Đó. Thì giờ em tiếp máy cho anh em mình xem nha. Anh này mình thấy máy đang hoạt động nha. Em ru không rung lắc luôn nha anh em. Đó. Anh em thấy em tắt máy rồi mà máy chưa dừng hẳn luôn nha. Cái độ dừng rất là lâu luôn nha anh em. Đó. Thì anh em quan tâm đến máy mài lưỡi bào Makita thì liên hệ em nha. Cảm ơn anh em.